quay trở lại với channel của mình. Và cũng mấy hôm rồi, hôm nay mình mới có một ngày off và không phải làm gì cả. Cho nên mình đã quyết định là sẽ tháo cặp bánh và đổi sang tublet test thử xem là keo không ruột của Petty có ngon hay không. Giờ thì chúng ta bắt đầu nhé. Đã tháo hết lốp và dây tim của cặp bánh này ra rồi. Nhưng mà có một cái lưu ý là khi các bạn đang chạy có ruột mà đổi sang không ruột ấy, thì trước khi mà quấn băng keo vào để bít những cái lỗ chân nan này ấy, thì các bạn cần phải vệ sinh sạch sẽ. Tốt nhất là nên mang ra rửa đi, cái băng keo này nó bám mới tốt được. Còn nếu mà các bạn để như vậy, các bạn dán luôn ấy, thì đôi khi các bạn đang chạy ấy, nó sẽ bung ra và lúc đấy thì chỉ có dắt xe về thôi các bạn ạ. Còn giờ thì mình sẽ mang vào nhà vệ sinh rửa qua đã, rồi sau đó chúng ta sẽ gặp lại nha. Mình mới rửa xong hai cặp bánh, bây giờ sẽ để cho nó ráo nước đã. Sau đấy thì sẽ lấy giấy lau khô, rồi bắt đầu mới chuyển sang quấn băng keo. Sau khi để khô chiếc vành rồi thì bây giờ bắt đầu mình sẽ dán băng keo. Khi mà các bạn dán tublet ấy thì nên dán trước cái lỗ chân van khoảng 15 phân, như vậy thì nó sẽ tăng độ bám. Mọi người nhớ là khi mà dán băng keo này thì nhớ là kéo căng tay một xíu nha, để cho nó ép được xuống cái mặt vành tốt hơn. Rồi, sau đấy mình dán qua cái phần mép lúc ấy khoảng 10 phân để cho nó bám được chắc hơn. Và đây là thành quả của mình. Trông cũng khá đều. Sau khi cuốn xong dây tim rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến giai đoạn là lắp chân van. Trước giờ thì mình cũng đã sử dụng chân van của một vài hãng rồi. Đây là chiếc chân van mắc tiền nhất mình đã từng xài. Nhưng mà cái lý do nó đắt là vì thứ nhất là hoàn thiện rất là đẹp, thứ hai là làm full là được CNC từ nhôm, và thứ ba nữa là tất cả các van của Petty sẽ được bảo hành trọn đời. Dù bạn có ngã gãy hay tai nạn gãy chiếc chân van này, bạn cũng sẽ vẫn được bảo hành chính hãng tại Việt Nam. Đó là một cái thứ rất là hay. Chúng ta sẽ phải rạch một lỗ ở phía trên này. Đó. Sau đó thì ấn chiếc chân van vào. Như đã cho các bạn xem hôm bữa ấy, thì hãng có gửi cho mình thêm một bộ kit là lắp nắp chân van và cái phần thân vặn vào màu xanh. Mình sẽ sử dụng nó để có điểm nhấn. Và có một thứ chỉ có ở trên những chiếc chân van đắt tiền mới có thôi, đó là chúng ta sẽ có thêm một cái gioăng cao su như này, và nó làm fit ở trong cái phần ốc để giữ chân van lại như này, chứ không phải là chỉ một cái vòng nhôm không. Đôi khi bạn lắp vòng nhôm không, các bạn xoáy chặt ấy, thì nó sẽ để lại vết hằn ở trên cả bánh của các bạn. Còn với những chân van có gioăng cao su thì nó sẽ không làm sao cả. Bạn thấy không, nó có màu xanh đã không. Khi các bạn lắp lốp vào bánh thì lúc nào cũng nhớ là chúng ta sẽ lắp từ phía chân van trước nha. Tại vì vào từ chân van bao giờ nó cũng dễ hơn, đặc biệt là khi các bạn nào mà lắp bánh mà có ruột. Sau khi các bạn vào được lốp rồi thì các bạn bơm một lần đầu tiên để cho lò phình căng ra, để test thử xem là hơi nó có căng được lốp hay không, hay lốp có phồng lên được hay không. Đối với một số hãng lốp ấy thì chúng ta sẽ cần phải có một lượng hơi rất là lớn, hoặc là chúng ta cần có máy, lúc đấy thì mới có thể đủ hơi để nó làm căng cái lốp lên. Nhưng riêng với cái dòng Maxxis ấy thì mình vẫn có thể dùng bơm tay để có thể làm được. Và khi các bạn bơm với lốp không ruột của Maxxis thì thường chúng ta sẽ bơm khoảng 40 đến 45 psi để có thể làm chiếc lốp căng hết lên trên đường khi mà đã ổn định rồi. Sau đó thì các bạn mới xả lốp về cái lượng hơi bình thường các bạn hay chạy. Giờ thì mình sẽ bơm lên nha.
sau khi mà mình bơm thử lên rồi ấy, thì bây giờ chúng ta sẽ xả hơi đi. Sau đấy chúng ta sẽ cậy một phần của lốp ra rồi đổ keo vào. Khi mà chưa có keo ấy thì nó sẽ có những cái chỗ mà vành chạy lâu rồi nó sẽ bị móp, nó bị hơi cong. Những cái chỗ đấy thì hơi nó sẽ không hoàn toàn khít được. Thì bây giờ khi chúng ta cho keo vào ấy thì nhiệm vụ của nó sẽ là chám lại, bít lại những cái chỗ đó, giúp cho chiếc bánh của chúng ta sẽ giữ được hơi. Bây giờ thì mình sẽ đổ keo nha. Chúng ta sẽ mở ra như này, sau đấy nhớ lắc đều keo lên đã ra trước khi đổ nha. Đối với chiếc bánh 27.5 này của mình thì mình sẽ đổ khoảng 90ml, tức là gần hết cái bịch này, chứ cũng không nên đổ nhiều quá các bạn ạ. Sau đó thì các bạn sẽ xoay xuống như này để nó chảy xuống dưới, và chúng ta sẽ ráp lại phần lốp. Rồi, tráng một vòng đi các bạn. Rồi, sau đó thì đặt xuống đây và chúng ta bơm tiếp. Cứ vặn này vào đã. Giờ sau khi bánh nó đã căng lên rồi thì chúng ta sẽ lắc đều từng mặt một như này để cho keo nó chám vào những cái chỗ nào mà nó còn ra hơi ấy. Sau đấy thì các bạn sẽ đặt yên lên trên một mặt phẳng này mỗi bên khoảng 30 giây. Sau đấy lật lại để cho keo nó khô xung quanh những cái chỗ hở đi. Như vậy là ok. Sau khi hết 30 giây thì các bạn lại lật lại bên này nha, để cho keo nó khô đều hai mặt. Và sau khi các bạn lật đều hai mặt rồi mà nó không có xì ấy, tức là lốp đã rất là ổn rồi. Và bây giờ chiếc bánh còn lại mình cũng sẽ làm như vậy lên. Có lẽ mình sẽ tua nhanh luôn nha. Bây giờ cái bánh của mình đã xong rồi, chắc là sẽ vào thay đồ để đi tầm tí để xem là keo của Petty có ngon không anh em. Ra đi ạ. Bây giờ thì mình đã về tới nhà rồi. Nãy khi ở bên Landmark thì mình có test thử cho chiếc Marine của mình đâm thẳng vào bụng luôn, hay là bên kích rồi leo bậc. Thì mình thấy là tuốc led khá là ổn và nó không bị xì keo cũng như là tụt hơi. Thì sau đấy trên đường về nữa thì mình thấy có mấy cái lan can ngoài bờ kè nữa, nên mình ra mình kích thử xem là có bị cắn ruột không. Nhưng mà rất ổn các bạn ạ, rất ok. Mình sẽ test thêm trong những video khác nữa. Sau khoảng
một năm rồi mình mới chạy lại Tuplet, thì thật sự là mình cảm thấy vẫn rất là thích. Và nếu các bạn đang đi MTB mà có điều kiện một xíu thì mình khuyên là nên đi Tuplet, tại vì là tính theo về lâu về dài đi Tuplet sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều so với bánh ruột, mà thứ hai nữa nó giữ hơi cũng tốt hơn nữa. Thì đây là theo kinh nghiệm cá nhân của mình, những gì mình đã trải qua và sử dụng trong thời gian dài. Và nếu các bạn còn bất kỳ điều gì thắc mắc thì hãy cứ comment ở phía dưới nhé, mình sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc đó của các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình. Bye bye!